sống cùng đam mê bóng đá qua những mẫu áo cực chất từ UC. Đặt hàng ngay tại ucstore.vn hoặc số điện thoại 089 867 3303. Xin chào hai đồng đội bóng thân thương đang theo dõi Cảm Show. Đây là một video đặc biệt cho những ai là Madridista, những ai hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha và đặc biệt là thần tượng trung vệ Sergio Ramos. Đây là một kỳ Euro đặc biệt bởi vì UEFA cho phép các đội tuyển tham dự đăng ký đến 26 cầu thủ trong đội, tức chúng ta sẽ có những cầu thủ mặc đều áo từ số 1 cho đến số 26, dĩ nhiên là sẽ không có số 27. Nhưng huấn luyện viên Luis Enrique lần này ông chỉ triệu tập có 24 cầu thủ mà thôi. Vì thế liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha có lý do để treo số áo 15 của Sergio Ramos tại đội tuyển Tây Ban Nha. Đã rất lâu rồi chúng ta mới không được thấy tứ ca góp mặt trong đội hình của La Roja để tham dự một giải đấu lớn. Và câu hỏi ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời là vì sao tứ ca là phải số 4 đúng không? Rất nổi tiếng với chiếc áo số 4 ở Real Madrid, nhưng mà mỗi khi lên tuyển Ramos lại gắn liền với chiếc áo số 15, và chiếc áo số 15 của anh cũng được treo lên ở kỳ Euro lần này. Trong lần triệu tập đội hình Tây Ban Nha tham dự Euro, huấn luyện viên Luis Enrique chỉ chọn ra 24 cầu thủ, dù cho số lượng tối đa cho phép là 26, nghĩa là vẫn còn dư 2 chỗ. Nhưng vì chiến lược gia này quyết định không điền tên thủ quân Sergio Ramos, chính điều đó đã gây nên cú sốc lớn cho người hâm mộ. Hồi tháng 3 vừa qua, Sergio Ramos đã có lần ra sân thứ 180 trong mùa áo Tây Ban Nha. Nhưng kể từ đó, anh trải qua giai đoạn đen tối khi ít được ra sân và phong độ cũng không tốt vì chấn thương. Tính tổng cộng mùa này, trung vệ 35 tuổi phải nghỉ thi đấu trong 8 giai đoạn, chủ yếu vì chấn thương và nhiễm Covid-19, vắng tổng cộng 35 trận đấu của Real Madrid. Trả lời về quyết định không triệu tập Ramos, Luis Enrique phát biểu: "Quyết định loại cậu ấy thực sự rất khó khăn với tôi, nhưng cậu ấy đã không thể đạt được thể lực tốt nhất kể từ tháng 1. Tôi đã gọi điện nói chuyện trực tiếp với cậu ấy tối hôm trước. Tôi thấy tiếc cho Ramos, nhưng cậu ấy hiểu rằng đó là điều tốt cho đội tuyển. Tôi đề xuất rằng Ramos nên tập trung lấy lại thể lực của mình. Ramos sẽ không thể kịp bình phục cho Euro và tôi cần phải đưa ra những quyết định hợp lý cho đội tuyển. Dĩ nhiên, tôi luôn ngưỡng mộ Ramos, nhưng phải quyết định như vậy vì lợi ích chung. Tôi vẫn chưa nói với cậu ấy về việc sẽ tham dự Olympic Tokyo hay không." Cũng chia sẻ về việc bản thân không thể góp mặt tại Euro, Ramos viết trên Twitter của anh: "Sau chấn thương quá ác và mùa giải kỳ lạ nhất từ trước đến nay với tôi, Euro tới quá sớm. Tôi đã chiến đấu và hồi phục cơ thể của mình mỗi ngày để đảm bảo 100% thể lực cho Real Madrid và đội tuyển. Nhưng đôi khi không phải muốn gì cũng làm được. Tôi thấy tổn thương vì không thể giúp đỡ đội bóng và cho hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Nhưng trong trường hợp này, tốt hơn hết tôi nên nghỉ ngơi, hồi phục tốt và trở lại từ mùa tới. Tôi tổn thương vì không giúp được cho đất nước, nhưng tôi phải thành thật và chân thành. Tôi xin chúc các đồng đội mình may mắn và đội tuyển sẽ thành công tại Euro. Tôi sẽ dõi theo với tư cách là một cổ động viên nhiệt thành. Xin dành những tràng pháo tay cho các cầu thủ Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha." Với việc Ramos không có mặt tại Euro năm nay trong đội hình Tây Ban Nha, điều bất ngờ là không một cầu thủ nào khoác lên mình chiếc áo số 15 do trung vệ Real Madrid nắm giữ tại đội tuyển. Sergio Ramos đã khoác áo số 15 của Tây Ban Nha gần như duy nhất trong suốt 15 năm qua, và trong lần hiếm hoi anh không góp mặt, Tây Ban Nha cũng vắng bóng luôn chiếc áo số 15 quen thuộc ở những giải đấu lớn. Theo đó, tờ Diario AS đã hỏi trực tiếp liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha nhờ giải thích về lý do này, bởi số áo 15 ở La Roja chưa chính thức được treo áo nhằm vinh danh một cầu thủ nào đó, nên hoàn toàn có thể để cho một cầu thủ khác mặc thay khi Ramos vắng mặt để dự Euro. Tuy nhiên, theo liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cho biết, mọi cầu thủ của đội tuyển đều có quyền chọn mặc áo số 15 mà Sergio Ramos để lại, như vì sự tôn trọng mà các cầu thủ dành cho Ramos khi anh phải chia tay Euro vì chấn thương và chưa hồi phục thể lực, nên chiếc áo số 15 gần như được treo tạm thời tại đội tuyển Tây Ban Nha trong một kỳ Euro này. Ngoài ra, còn có một lý do khác, chính là vì các cầu thủ trong tuyển Tây Ban Nha muốn dành sự kính trọng cho người đã khuất, đó là cố cầu thủ Antonio Puerta, bản thân của Sergio Ramos, cũng từng là tuyển thủ quốc gia, người qua đời vì một cơn đột quỵ hồi năm 2007. Tại Real Madrid từ trước đến nay, hình ảnh của Sergio Ramos luôn gắn liền với chiếc áo số 4 vô cùng quen thuộc kể từ khi anh kế thừa nó từ Fernando Hierro. Thế nhưng, tại đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Ramos luôn trung thành với chiếc áo số 15 suốt 15 năm qua. Lý do mà Ramos chọn khoác áo số 15 tại tuyển Tây Ban Nha như một sự tưởng nhớ và tri ân với người bạn thân quá cố, Antonio Puerta. Đó là ngày 26 tháng 8 năm 2007, sau vận động Sanchez Pizjuan và chứng kiến ngày sầu thảm nhất trong lịch sử Serie A. Chỉ 5 ngày trước trận tranh siêu cúp châu Âu với AC Milan, Serie A có trận đầu ra quân tại giải La Liga khi đón tiếp Getafe. Sau khoảng 35 phút bóng lăn, Antonio Puerta ngã bất tỉnh ngay gần cầu môn đội nhà. Anh tỉnh lại
và được đưa ngay vào phòng thay đồ để sơ cứu, nhưng lần thứ hai ngất đi. Sau đó, Puerta được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng chết lâm sàng. Một nỗ lực cứu sống anh bất thành sau 3 ngày. Theo thông báo từ bệnh viện, Puerta đã chết vì tim ngừng đập quá lâu, khiến nhiều cơ quan chức năng trong cơ thể không thể hoạt động, đồng thời làm tổn thương não bộ. Đám tang của Antonio Puerta được tổ chức ngay tại sân vận động Sanchez Pizjuan. Thi thể của anh được quấn bằng quốc kỳ Tây Ban Nha. Trên quan tài phủ một lá cờ của Sevilla. Hàng ngàn cổ động viên đã tới sân để vĩnh biệt Puerta trong ngày hôm đó. Trong bầu không khí tang thương, Mark Rodan, người yêu của Puerta, đã mang thai và khóc nghẹn. 2 tháng sau, đứa con trai của Puerta mới cất tiếng khóc chào đời. Antonio Puerta không chỉ là một công thần của Sevilla, mà còn được xem là người trưởng thành từ chính mảnh đất Andalusia này. Puerta sinh ra và trưởng thành tại quận Nervión, nơi mà sân vận động Sanchez Pizjuan của Sevilla tọa lạc. Anh gia nhập câu lạc bộ này từ khi mới 8 tuổi, trong trung tâm đào tạo trẻ, và gắn bó với nơi đây cho tới khi vĩnh biệt cuộc đời. Ông của Puerta là một thành viên sáng lập của hội cổ động viên lớn nhất Sevilla. Có lẽ vì thế mà Antonio Puerta cũng dành hết tình yêu cho đội bóng vùng Andalusia. Tháng 3 năm 2004, khi mới 19 tuổi, Puerta được huấn luyện viên Joaquin Caparrós trao cơ hội ra sân lần đầu ở đội 1 khi Sevilla đụng độ Malaga. Khoảng thời gian sau đó, Puerta không có nhiều cơ hội thi đấu tại đội 1. Năm 2005, huấn luyện viên Juan de Ramos tiếp quản câu lạc bộ và gợi ý Puerta nên thi đấu cho đội bóng khác theo một hợp đồng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng Puerta đã nói không và nhấn mạnh anh sẵn sàng đợi tới khi nào có cơ hội. Và khi Adriano bị chấn thương giữa mùa đó, Puerta đã chớp lấy thời cơ để khẳng định tài năng. Sergio Ramos và Jesús Navas là hai người bạn vô cùng thân thiết với Antonio Puerta, bởi giữa họ có một sợi dây liên kết đặc biệt. Ramos, Navas, Puerta trước đây được ví von như ba chàng lính ngự lâm trong lò đào tạo của Sevilla. Đi đâu họ cũng có nhau. Tam tấu này cùng nhau trưởng thành trước khi sát cánh bên nhau trong đội hình của Sevilla. Ba chàng lính ngự lâm cũng từng quả quyết, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình anh em giữa họ thì không bao giờ đổi thay. Ấy vậy mà thật đáng buồn, biến cố chẳng ai ngờ về sự ra đi của Puerta đã khiến cả làng túc cầu phải sốc vào năm 2007, đặc biệt là với hai người bạn thân Ramos, Navas. Nhóm ba chàng lính ngự lâm của họ từng khuyết mất một thành viên. Đó là thực tế mà cả Ramos và Navas không sao chấp nhận được. Thời mới lên tuyển Tây Ban Nha, Sergio Ramos đã quyết mặc áo số 15 thay vì chiếc áo số 4 đang thuộc về Carlos Mackenna. Tuy nhiên sau này, Ramos đã nhường lại áo số 15 cho người bạn thân Puerta trong một trận đấu mà cố hậu vệ của Sevilla ra mắt đội tuyển quốc gia trong màn đối đầu với Thụy Điển vào năm 2006. Đó cũng là trận đấu duy nhất Antonio Puerta khoác lên mình màu áo đỏ quốc gia. Sau sự ra đi của người bạn thân, cả Ramos và Navas về sau đều làm mọi cách để luôn cảm giác như Puerta đang ở bên cạnh họ. Trong thời khắc mà Tây Ban Nha đón chiếc cúp vô địch Euro 2008, Sergio Ramos đã mặc dòng áo có in dòng chữ "Luôn luôn ở bên cạnh cậu, Puerta". Đến khi ăn mừng chiếc vô địch World Cup 2010, Ramos và Navas tiếp tục có hành động tương tự để nhớ về người bạn quá cố. Cả Ramos và Navas đều có chung một nỗi đau, chung một nỗi mất mát, mang tên Antonio Puerta. Thời điểm Ramos quyết định quay lại với số áo 15 trên tuyển sau cái chết của Puerta, anh chia sẻ lý do mình sẽ luôn khoác con số này mỗi khi lên tuyển. Vì anh ấy đã ra mắt đội tuyển cùng số áo cũ của tôi quyết định sẽ mang lại số áo đó để tưởng nhớ anh ấy. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, từ giờ tôi sẽ luôn mặc chiếc áo số 15 vì Antonio Puerta, người bạn thân nhất của tôi. Còn với Jesús Navas, khi trở về Sevilla vào năm 2017, anh đã chọn chiếc áo số 16. Đó là số áo tại Sevilla trước đây của Puerta. Hình ảnh của Ramos, Navas và Puerta vẫn được đặt cạnh nhau trên một tấm bảng bên ngoài sân tập của Sevilla. Các lứa cầu thủ trẻ Sevilla mỗi khi nhìn thấy hình ảnh đó đều vô cùng xúc động trước tình bạn đặc biệt của cả ba. Có thể thấy, đằng sau việc cả đội tuyển Tây Ban Nha tham dự Euro 2020, không ai muốn mặc áo số 15 như một sự tôn trọng và tri ân đến thủ quân Sergio Ramos, cũng như việc Ramos luôn khoác lên mình chiếc áo số 15 tại đội tuyển suốt 15 năm qua là một câu chuyện đầy cảm động gắn liền với Antonio Puerta. Trong bóng đá luôn có những sự mất mát, tổn thương, nhưng chính những điều ấy đôi khi là động lực khiến con người ta vươn lên mạnh mẽ và có được thành công như ngày hôm nay. Và ba chàng lính ngự lâm Sergio Ramos, Antonio Puerta, Jesús Navas là minh chứng cho điều đó.